Con ăn nữa không? Thôi hả? À, làm nữa. Thế không ăn nữa thì mẹ với Abi đi ra vườn nha. Ra vườn nhặt quả nha. Nào, cứ dậy đi nào. Abi ơi, đi thôi. Abi nhặt cỏ cho mẹ đi, cái đấy không ăn được đâu. Ở đây chơi nhá, đợi mẹ nhá. Này nhặt quả đi nào, trồng rau đi nhé. Mẹ trồng rau ở đây nhé. Bế xuống nào. Oh, Abi thấy quả bít chín thì Abi trèo lên đây đúng không? Bế xuống, bế xuống. Bế em xuống. Giỏi thế. Em gửi cho mùi thơm không? Thơm không? Thơm quá. Để mình lấy quả này về nhá. Nha, để mình bẻ quả này nhá. Wow, to chưa? Thơm lắm. Chà, Abi siêu thế. Đi vào mẹ bổ mít cho ăn nhá. Thank you.
chưa ăn được má ơi, chưa. Luôn nha Abi nha, đây của con đây. Đây 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 của con đây. Đây mà, đây là cái hạt mà. Này mình đút nè. Ngon không? Này mẹ thử ăn thử. Ôi đây Abi, đây mà, đây đây đây. Để mẹ bóc cho. Abi ơi, đi mà. Đây của con này. Mẹ sẽ nhỏ ra nhá. Đây, mẹ xé ra cho. Đây của con này. Mình đi rửa bình sữa nha.